Hello, xin chào cả nhà. Em Hiền đã quay trở lại rồi đây các chị ơi. Xin chào các chị. Hello, hello cả nhà. Hello các bác. Trời ơi, sao không thấy ai comment này. Em Hiền xin chào cả nhà, xin chào các chị. Trời ơi, phải nói là gần 1 tháng rồi không được live stream nha. Gần 1 tháng rồi không được lên sóng nha. Lâu lắm rồi mới thấy chị Hiền ạ. À, đợt này làm gì có hàng đâu chị ơi. Đợt này không có hàng để bán. Buồn ghê gớm luôn đó. Nhiều lúc rất là muốn gọi là lên live một tí xíu. Làm một tí xíu thôi để gọi để cho mọi người đỡ quên mặt mình thôi. Em Hiền xin chào cả nhà, xin chào các chị. Ai còn nhớ em không? Có còn ai nhớ em không các chị ơi? Nghĩ kỹ thế hả? Trời ơi, lâu lắm rồi, em thề chị luôn là sau gọi là xe 22 mùa bay về chưa? Chưa về chị ơi, giờ mới thấy chị nhớ chị ghê. May quá, vẫn có người nhớ đến mình. hạnh phúc quá các chị ơi. Em Hiền bán đồ lót đến, nói chung là em Hiền bán hàng online kiểu live stream ấy. Đến năm nay là năm thứ 6 rồi, hơn 6 năm rồi, gần 7 năm rồi. Thế mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em Hiền mà em Hiền nghỉ lâu nhất, nghỉ livestream lâu nhất. Bởi vì đợt này hết hàng các chị ơi. Bình thường có nghỉ thì đâu đó cũng 5-7 ngày, 10 ngày thôi. Cái đợt mà em Hiền đi độ loa thì cùng lắm là em nghỉ có 15 ngày thôi là em Hiền đã quay trở lại rồi. Nhưng mà đợt này nó hết hàng lâu quá các chị ơi. Trung Quốc đến bây giờ vẫn chưa có hàng nhưng mà không hiểu sao. May mắn thế nào mà em Hiền về được một tí xíu hàng, xinh ơi là xinh. Ví dụ như cái mẫu của em Hiền đang mặc ở đây à, nhớ em Hiền quá à. Đấy. Đấy. Ôi may quá là vẫn có người nhớ đấy. Cho em Hiền xin một nút thả tim nha. Hiền nghỉ nên không liên lạc hỏi hàng. Dạ vâng ok chị. Em rất là cảm ơn các chị đã trong thời gian qua. Và trong cái thời gian em Hiền nghỉ thì các chị cũng thông cảm. Rồi ngày mai là bên em Hiền bắt đầu đi làm việc. Các bạn sẽ bắt đầu đi làm việc trở lại. Nên là các chị nếu như mà mình có đổi hàng hay xử lý đơn hàng hay có như thế nào đó thì các chị có thể inbox cho em Hiền để nhân viên nhà em các bạn đã giải quyết nhá. Lâu ngày quá. May quá vẫn có người nhờ đến em bên này. Trời ơi hạnh phúc quá các chị ơi. Rồi cho em Hiền xin một nút thả tim đi để em Hiền bắt đầu lên hàng mới nhá. C3 em còn đấy, C3 nó mới về đấy ạ. Lâu lắm mới thấy chị like. Vâng em cũng lâu lắm rồi mới gặp các chị. Đâu đó mất khoảng tầm một tháng thôi nhỉ, tầm đâu tầm 20 ngày thôi, mất tầm 20 ngày rồi đấy, mất tầm 20 ngày không được gặp các chị. Áo em đang mặc có màu khác không? Có, mẫu này là mẫu mới đấy. Trời ơi áo này nhá, em về được đúng 100 bộ thôi, có 34, 36 và 38. Mẫu rất là xinh, con này nâng đẩy ngực cực kỳ đẹp luôn. À mẫu này là mẫu mới các chị yêu nhá. V19 có 34 và 36, chưa về được 38. Nói chung là em về được có một tí xíu hàng thôi, nó không có nhiều. Trời Hiền dài cổ à. Ok rồi hôm nay em sẽ gọi là chờ em Hiền mỏi cổ thì hôm nay em Hiền sẽ lên các chị một cái mẫu mới rất là xinh nhá. Mẫu này em Hiền đang có 4 màu. Đáng lẽ ra cái mẫu này là em Hiền đợt này hàng về giá nó bị tăng nhưng em Hiền vẫn để giá đó cho các chị, vẫn để cái giá tốt nhá. Và cái mẫu này cũng là mẫu mới này. Em Hiền đang có 4 màu rất là xinh, đệm dày, nâng đẩy các chị ngực bé, mặc bao đẹp luôn. Cái dáng này thì đơn giản thôi, kết quả nó rất là đẹp các chị yêu ạ. Cái dáng này là mẫu mới của năm nay nhá. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã V23 và để lại số điện thoại. Các chị ơi cho em xin một nút chia sẻ nhá. Đa 25 xương còn, đa 25 xương còn nhưng bây giờ bị lẻ sai, người đẹp cứ chốt đi. Nhớ chị Hiền quá. Ôi trước ra gội đầu nhưng mà không có gặp giờ làm nào giờ. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã V23 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Mẫu này là mẫu mới đấy ạ. Mẫu này là 330.000. Nhưng bởi vì rất là lâu rồi, gần 1 tháng rồi không lên like. Đó, chắc hàng không về thêm mà. Chắc hàng không về nên không like. Đúng rồi, chắc hàng không về nên không like. Chính xác đấy. V23 và để lại số điện thoại. Hôm nay thì sẽ sale cái mẫu này các chị, và sale nhẹ nhẹ nhàng các chị với mẫu với giá là 280.000. Chỉ dành cho khách nào mà chốt đơn hàng trên like. Bởi vì em Hiền cũng chỉ có các chị ạ, mẫu này em Hiền chỉ có đúng gọi là 110 mấy bộ thôi, 100 như là 115 hay là 118 bộ thôi, rất là ít, số lượng nó không có nhiều nhá cả nhà nhá. Comment thì em nhìn là V23 và để lại số điện thoại, màu nào cũng đẹp, có 34, 36 và 38 này. Áo này của em thì là có gọng, dáng quả tròn và cái đệm của nó là đệm dày 3 phân nâng đẩy rất là xinh nhá. Con này là đệm dày nâng đẩy
Hôm nay có C12 màu kem và màu đen. Nói chung là màu đen thì còn đủ màu, nhưng mà màu kem thì nó hết mất size 36 và 38 rồi. Đợt này hàng em Hiền cũng chưa về được nhiều, nhưng mà may mắn có cái mẫu này về được hơn 100 bộ này. Mẫu này nâng đẩy mặc đẹp lắm, em cho các chị xem. Các chị ạ, bây giờ nó là mùa hè rồi, thế nên là em Hiền về những cái mẫu mà nó sẽ đơn giản, nó không gọi là nó không bánh bèo hay là nó không gọi là diêm dúa đâu các chị yêu nhá. Mẫu này cực kỳ xinh luôn ạ. Comment hãy em Hiền là V23 và để lại số điện thoại. Em có màu ghi là 1 này, em có màu hồng là 2, em có màu đen là 3 và màu đỏ là 4. Em cho các bác ngắm cái quần của nó là các bác có nên chốt cái quần, cái chốt cái set này không, phải cái quần này nó rất là xinh. 330 em sẽ tính các bác về giá ngày hôm nay, chỉ dạy áp dụng cho mọi người chốt đơn trên live. Em chỉ có hơn 100 bộ thôi. Đại loại là em thì sẽ bán hơn 100 bộ này với giá là 280.000 nhá cả nhà nhá. Nâng đẩy C33, C33. Từ từ em lắp vào C33. C33 có 34, có 34 và 30. C33 có hàng hay sao á? Nhưng hôm nay không live được, hôm nay quên không live. Hôm nay em quên không để C33 lên trên này rồi, nên là C33 mình sẽ chốt ở inbox sau nha bác nhá. V8 chưa về hàng. Chưa về hàng, em cứ lên chúng mình cứ chốt đơn nhá, còn hàng này chốt hết hàng thì hủy đơn. Các chị ạ, cái con quần của này nó rất là xinh, cái set này rất là đẹp này. V23 và để lại số điện thoại cho em, màu nào cũng đẹp. Các chị có cần em Hiền sang mặc màu hồng hay màu ghi không ạ? Các chị ơi, cho em Hiền xin một nút thả tim nha, vì rất là lâu rồi mới lên live. Hôm nay lên live nó sẽ hơi bị vấp một tí xíu đấy ạ. 280k cho một set, cho một cái set nâng đẩy hàng rất là xinh như này. Các chị ngắm hoặc em Hiền cái quần. Eo ơi, cái quần nó đẹp vô cùng luôn. Em rơi màu các chị ngắm một lần nữa để em Hiền qua mã khác nhá. Nhớ này, cái bộ này của em Hiền là 330.000 đối khách hàng chốt ở trong inbox và mọi người chốt ở trên bài viết. Cái mẫu này là mẫu mới, em Hiền cũng không áp ảnh lên. Bởi vì là cái mẫu này nó số lượng nó cực kỳ ít thôi. Em có hơn 100 bộ em like cái là hết hàng ngay à. Em Hiền lên bảng màu một lần nữa này. Có size 34, 36 và 38, màu hồng là 1 nhá. Màu ghi là 2 này. Màu đen và màu đỏ nó có 3 màu rất là xinh, cực kỳ nâng đẩy luôn. Con này là đệm giày 3 phân, cái quả mút nó rất là nâng nhá các bác nhá. Rất là nâng và cực kỳ xinh luôn ạ. V23 và để lại số điện thoại cho em. Cái bộ này chị đang còn giá là 280.000 đối với khách hàng chốt đơn ở trên live giúp em. Ok ạ, bây giờ các chị muốn lên quần không ạ? Mọi người muốn lên quần hay muốn lên áo, mọi người có thể comment để em Hiền lên nhá. Lần này thì các chị cứ hỏi là mã này mã kia có về hàng không, thì thưa với các bác là em Hiền cũng chưa về được hàng, chưa về được nhiều á cả nhà. À mặc màu ghi hả? Nên là bây giờ là em Hiền còn cái gì đấy em Hiền cũng lên thôi, chứ hàng bây giờ tắc biên lắm, hàng nó bên Trung Quốc nó vẫn đang đóng biên ấy, nên là và tất cả các sản phẩm của em Hiền thì đều là hàng Quảng Châu hết, không phải là hàng xưởng Việt Nam, thế nên là cũng không có hàng. Mà cho dù là hàng xưởng Việt Nam thì bây giờ cũng không có nguyên liệu để làm các bác ạ. Thế nên là bây giờ là còn cái gì thì chốt cái đó nhá. Ví dụ các chị khi nãy các chị hỏi em Hiền là C33 có hàng chưa, thì C33 bây giờ nó còn lẻ màu lẻ size đó. Con V8 nó cũng vậy này, con C22 nó cũng vậy này, mã nào cũng vậy luôn đó cả nhà. Vậy nên là khi mà lên live mình thích cái nào mình cứ comment mã đơn hàng để lại số điện thoại. Còn thì ngày mai nhân viên nhà em gọi đến chốt đơn hết thì mình hủy đơn của em Hiền nhá, hoặc là đổi màu khác giúp em, thông cảm em Hiền với. Các bác muốn lên áo nâng ngực dành cho ngực bé đây chị ơi, cái con mẫu em Hiền vừa mới lên này, ngực bé mặc lên rất là xinh đấy ạ. Mã của em Hiền là V23 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Có 280.000 cho một cái mẫu cực kỳ nâng đẩy này mà không chốt thì chốt cái gì chị ơi. Xinh ơi là xinh. Đây, màu ghi này đẹp lắm này. Mấy cái mẫu này, cái mẫu này thì em thấy là cái dáng của nó đơn giản đấy cả nhà, lên xinh lắm ạ. Đây, các bác có nên thể ngắm vào em Hiền nhá. Có mẫu nào bán lẻ áo không em Hiền có đợi em xíu nha. Ồ, đợt này là em Hiền hết hàng các bác ơi. Mọi người hỏi tại sao đợt này không lên live stream. Rồi thèm live lắm. Nhân viên thì các bạn chị ơi, bọn em thèm đi làm lắm rồi. Còn chủ thì cứ suốt ngày than vãn với nhân viên là em ơi đợt này có phim gì để xem không. Rồi muốn cày phim quá với cả thèm live stream quá. Nên là hôm nay quyết tâm là mặc dù là hàng nó cũng có một chút xíu hàng thôi, nhưng mà vì là nhớ các chị quá nên lên live. Thèm tiền các bác ơi. Quan trọng là thèm tiền. Rồi comment cho em Hiền là V23 nhá. Cái màu nó rất là tôn da luôn cả nhà. Em có màu ghi này, màu hồng này, màu đỏ và màu đen. Nhớ em Hiền nhá, mẫu này là nâng đẩy, đệm giày nâng đẩy. À quần lót, em có mấy mã quần lót mới các bác nhá. Em rơi bảng màu lần nữa này. Màu này là màu hồng này, màu này là màu đỏ này, màu này là màu đen và màu này là màu ghi. 280k bao gồm là một quần và một áo cho em Hiền nhá cả nhà nhá. 280.000 giá nó siêu tốt đấy các bác ạ. Đây là một em áo đệm giày nâng đẩy nhiều. Hình như là Facebook đợt này nó vẫn bị ẩn comment hay sao cả nhờ. Sao em không đọc được comment ở bên này, không thấy ai chốt đơn là sao? Mẫu mới không ai chốt đơn thì hoang mang. Hay là bây giờ Facebook kiểu như là mình để lại số điện thoại này nó không có. Các bác mà để số điện thoại nó bị ẩn hay sao nhỉ? Hay như nào nhỉ? Như nào mà em không đọc được comment? 280.000 ạ, à, để em xíu nhá, để em xem là hay là bị ẩn comment tiếp nhỉ? Em ơi, nó mà bị ẩn comment là em không đọc được comment của các bác là em không biết các bác hỏi cái gì luôn á. Chán chết đi được, để em tí nha. Em thấy có comment mà nhỉ? Sao nhỉ? Đó, em thấy có comment mà. Ừ đấy,
bị ẩn comment các bạn, nhiều lúc comment em không đọc được nhó, nó cũng sẽ hay bị ẩn comment một tí xíu nhá. V23 và để lại số điện thoại cho em. Rồi, các chị muốn lên quần đúng không ạ? Các bác muốn lên quần đúng không ạ? Em sẽ lên các bác một vài mã quần xinh xinh nhá. Ví dụ như cái mã này. Cái mã này em có đúng 50 quần. 50 quần thôi, xem lại bảng màu đi ạ. Đây em cho lại bảng màu các bác xem ạ. V23 và để lại số điện thoại cho em liền. Em có màu hồng là 1 nhá, màu đỏ là 2, màu đen là 3 và màu ghi là 4, 280k thôi. Đẹp dày, nâng đẩy rất là đẹp luôn. Dành cho những chị nào ngực bé, cái quần nó xinh vô cùng luôn. Lên bra mà hở lưng à? Bra hở lưng đợi em một tí xíu nhá. Con quần cốt tông rất là mát. Một em mã quần cốt tông siêu mềm, siêu mát các chị ơi. Đây ạ, con quần em có đúng 50 quần. Đúng 50 quần thôi, không có nhiều. Vậy nên là 50 quần này chốt cho mỗi người 5 quần thì được bao nhiêu? Được 10 người, 10 chị đúng không ạ? Quần này là quần cốt tông nha, rất là mềm và siêu mát nha các bác nha. Các bác nhìn thấy em cái lớp lót quần này, rất là xịn luôn. Quần cốt tông bây giờ cực kỳ khó, bây giờ hết hàng các chị ơi. Comment của em Hiền nó sẽ là mã, để em đi tìm cái mã. Comment của em Hiền là Q72 và để lại số điện thoại cho em. Quần cốt tông dưới 62 cân các chị mặc vừa. Quần này em có đúng 10 quần thôi và em bán một set 5 quần thì chỉ có đúng 10 khách hàng được chốt đơn nhanh nhất giúp em. Chất liệu là cốt tông nha, viền quần là viền đúc, nó rất là mát. Em để giá siêu tốt luôn tại vì bây giờ cũng không có hàng. Em để các chị với giá là 150.000 cho 5 quần. Tính ra nó rơi vào có 30.000 cho một con quần cốt tông siêu mềm siêu mát như này. Mặc mùa hè cứ quần cốt tông mà phang cho em. Trời ơi, quần này nó rất là mát các chị ơi, co giãn thoải mái lắm, chất vải này cực kỳ mềm, thoáng, thấm hút mồ hôi. Comment thì em Hiền là Q72 và để lại số điện thoại giúp em Hiền ạ. 150.000 cho 5 quần, nhớ em Hiền có đúng 50 quần thôi, không hơn nhá cả nhà, có đúng 50 quần về đúng 50 quần ạ. Q72 và để lại số điện thoại. Em Hiền có những cái màu này xin phép là không chọn màu, màu nó rất là xinh. Đây các bác phải còn có thể ngắm hoa em Hiền nhá. Quần này là quần cốt tông 100% luôn, chất nó rất là mềm và rất là mát. Bác nào dưới 62 cân là các bác sẽ mặc vừa. Để em Hiền cái form quần này. Đây là những cái màu mà em Hiền có ở trên này để các bác có thể xem ạ. Một set nó sẽ là 5 màu khác nhau. Mã của em Hiền là Q72 và để lại số điện thoại cho em. Mọi người ngắm hoa em Hiền nhá. Xinh ơi là xinh luôn á, cái chất vải nó rất là đẹp. Rồi em Hiền qua mã khác, Q72 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. Đây là form quần cốt tông 100% luôn á. Nó rất là xịn luôn. Ok, mẫu tiếp theo này, Q72 và để lại số điện thoại cho em. Em Hiền qua mã nhá. Em sẽ lên các chị một em áo đệm mỏng. Một cái mẫu rất là đẹp mà em về được đúng có một lần duy nhất. Cái màu vàng lần đầu tiên nó về được có đúng 10 bộ thôi à. Hôm nay nó lại về được có tầm hơn 30 bộ màu vàng. Mặc dù là riêng cái bộ màu vàng này em đặt bao nhiêu ta? Mình đặt 200 bộ màu vàng mà nó về được có tầm có mấy chục bộ à. Chán chết đi được. Rồi mẫu tiếp theo này, em lên các chị một em áo dành cho những chị nào mà có một cái vòng một to nhá. Một em áo su xịn ấy cả nhà, su mềm mát ấy, mặc đồ trơn trơn, su trơn ấy. Bộ này rất là đẹp này. Các bác ngắm của em nha. Con này là siêu phẩm đấy, lần đầu tiên nó về được đúng 10 bộ màu vàng thôi. Lần này đặt 200 bộ nó về được không đến 30 bộ. Không đến 30 bộ. Ôi, xinh ơi là xinh ấy các chị. Xinh ơi là xinh nhá. Ok chưa ạ? Comment của em Hiền là bộ loang và để lại số điện thoại cho em. Bộ loang và để lại số điện thoại. Cái này là chất liệu là su nhá cả nhà nhá. Và con này là mút mỏng. Nên là bác nào mà mình làm ngực, mình có ngực to là các chị sẽ mặc vừa bộ này giúp em. Comment của em Hiền là bộ loang và để lại số điện thoại. Các cái màu khác ấy thì em vẫn còn hàng. Nhưng mà riêng cái màu vàng này cả nhà này, em hết hàng ngay hôm đầu tiên luôn. Về tại vì nó về có 10 bộ à, không đủ mà bán luôn các chị. Cái màu vàng này lên nó rất là xinh. Chị nào ngực to có ngực các chị có thể mặc được nhá. Các bác ơi, các bác comment, đang comment cái gì mà. Em có màu vàng rất là xinh các chị ơi, màu vàng này đẹp vô cùng luôn. Hầu như các cái mẫu khác ấy thì em Hiền gọi là về màu vàng thì bán, gọi là bán cho vui thôi, gọi là có thôi. Nhưng mà riêng cái mẫu này về màu vàng nó đẹp xuất sắc luôn đấy cả nhà. Chưa có một mẫu nào màu vàng mà em Hiền bán chạy như này á. Comment thì em Hiền là bộ loang và để lại số điện thoại này. Mình có ngực to, ngực trẻ trẻ mặc bộ này sẽ rất là đẹp nhá. Ngực bé quá thì em khuyên là không nên lấy. 290k cho một bộ. Em có màu vàng là 1 này, màu xanh là 2,
màu đen là 3 và màu đỏ là 4. Cái quần nó đẹp vô cùng luôn các chị ơi. Chất này nó rất là mềm và rất là mát nhé. Cái quần này xinh lắm ạ. Comment hãy em nhìn là bộ loang và để lại số điện thoại cho em nhìn là 290k cho một bộ nhé. Bao gồm là một quần, một áo 34, 36 và 38. Ồ các chị ơi, Facebook nó bị ẩn comment ý cả nhà. Các chị cứ comment mã đơn hàng và để lại số điện thoại thì em vẫn tiếp nhận được đơn, nghĩa là em vẫn thấy có đơn hàng của các bác. Nhưng mỗi tội là em không có đọc được comment thôi. Lâu lâu à, đây rồi em thấy có bác comment nhưng mà nó cứ kiểu nó cứ bị ẩn comment ấy cả nhà. Vậy nên là các bác ơi, nếu mà em mà có không có đọc được comment, không phản hồi lại các bác thì các bác thông cảm nhá. Hệ thống thì nó vẫn tiếp nhận đơn bình thường. À bộ này là dành cho ngực to đây, chị nào vừa hỏi là ngực to đấy. Ngực to các chị mặc bộ này lên rất là xinh này. Hoặc là bây giờ nếu như mà áo em vừa mặc cái này là bộ loang ấy chị yêu nhá. Bộ này comment thì em hộ em nhìn là bộ loang và để lại số điện thoại. Có cái thì đọc được cái comment, có cái thì nó comment nó không có nhảy lên, nên bây giờ em không biết như thế nào cả. Bộ loang và để lại số điện thoại cho em nhìn nha. Để em xíu này. Ồ đó. Lên áo mà không có gọng đi à? Ok, lên áo không gọng nhá. Áo không gọng à? Không gọng mà đệm giấy hay đệm mỏng hả bác? Bác thích không gọng mà đệm giấy hay đệm mỏng, bác có thể comment để em hiện lên ạ. Đâu rồi, chết rồi, cái kẹp tóc em mất đi đâu rồi nhỉ? Nóng quá. Khoan rồi. Em mất cái kẹp tóc đi đâu rồi? Chết rồi. Nóng quá, các chị đợi em xíu nhá. Dạ rồi. Ôi dở rồi, cái kẹp tóc đi đâu rồi? Khoan rồi các bác ơi, đợi em xíu này. Ôi, nóng ghê luôn ạ. Bộ loang và để lại số điện thoại giúp em. Mã mặc trước bộ loang ấy hả? Cái áo mặc trước bộ loang, cái bộ đấy là V20. Cái bộ đấy là V23 nhá người đẹp nhá. Nặng đầu quá. Bộ tóc này nặng đầu quá. Cái bộ này đúng không ạ? Bộ này là V23 các chị yêu nhá. Cái đây là em nhìn ra lại bảng màu này. Em có màu hồng là 1 này, màu đỏ là 2, màu đen và màu ghi 280k cho bộ này thôi. Cái đây comment của em hiện là cái gì đấy hả cái? Gì đấy hả con? Hả? Sao thế? À đây. Mày cả đấy, mày thấy đâu. Mày cả ông đóng chai nhá. Mày thấy đâu có đóng cửa đi, mày đã bật điều hòa. Ui nóng quá. Nóng quá. V23 và để lại số điện thoại. Đây em nhìn lên các chị một cái bộ này đúng không? À đây, lên áo này, áo này. Cái áo này ngực to cũng là thành một cái mẫu dành cho ngực to đây này. Con này là C3 đấy. Khi nãy có chị hỏi C3 đã về đủ màu đủ size chưa đó. C3 em về đủ màu đủ size rồi đây này. Comment hãy em nhìn là C3 và để lại số điện thoại nhé. Đây là một em áo su, hàng su cực kỳ xịn luôn, dành cho những chị nào mà có vòng một to, chảy xệ ngực to nhé. Hay là làm ngực là các bác mặc sang cái mẫu này sẽ rất là đẹp này. Em này comment hãy em nhìn là mã C3 và để lại số điện thoại giúp em. Các chị ơi, do nó bị ẩn comment đó, lên thêm cuốn chip đi để em xíu nhá. Nó bị ẩn comment đó, nên là em cũng không có đọc được hết comment của các chị, nên là mong mọi người thông cảm để em nhìn nhá. Cái này là C3 không hiểu ra mà cả tháng nay rồi Facebook nó kỳ ghê luôn á. Làm nào giờ? C3 và để lại số điện thoại cho em nhìn nhá. Áo này xinh lắm, su rất là xịn luôn. Chị Diệu Linh ơi, hôm nào mình có đơn hàng của nhà em đó, hôm nào mà bác có mua thêm gì nhà em đó, thì bác bảo nhân viên là tặng thêm cho bác một cái móc nối nhá. Cái móc nối đấy em nhìn có bán, cái nối lưng đấy em nhìn có bán. Có nghĩa là em không bán, em có thì hôm nào bác mua đơn hàng nhé, bác có đơn mới thì bác bảo nhân viên là tặng một hai cái thì các bạn sẽ tặng kèm vào đơn hàng cho mình nhá. Chứ em cái đó em không bán ạ. Rồi cái này comment hãy em nhìn là C3 và để lại số điện thoại này. Áo su này mặc cực kỳ mát luôn. Eo, đây là con áo mà em thấy gọi là nó xứng đáng đồng tiền bát gạo đó các chị. 255.000 một áo, hơi đắt một tí xíu thôi, nhưng mà đây là con áo mà hàng siêu nhẹ luôn. Áo chống tụt em nhìn có đợi em xíu nhá. Comment hãy em nhìn là mã C3 và để lại số điện thoại cho em nhìn. C3 và để lại số điện thoại. Em có màu hồng và có màu nâu như thế này. 255.000 cho một áo. Con này mặc rất là mát, ngực to, ngực chảy xệ, mặc cực kỳ ôm luôn á. C3 và để lại số điện thoại đen. Màu này là màu hồng da và màu này là màu nâu các bác nhá. 255.000 cho một áo 34, 36 và 38. Áo này đã về đủ màu đủ size. Hôm vừa rồi nó còn mỗi mấy cái size 34 thôi. C3 và để lại số điện thoại đen. 255.000. Ok, em nhìn qua mã nha các chị yêu nha. C3 và để lại số điện thoại. Đây, em lên các chị một cái con siêu phẩm này. Nó đẹp vô cùng luôn, đẹp lồng lộn luôn các chị. Em còn sót có mấy cái màu đen, có nghĩa là còn mấy cái size 34 và mấy cái size 36 thôi. Còn sót vài bộ thôi. Cái này là không phải bị sót lại, mà cái này là bị khách hoàn về. Rất là nhiều bác gọi là không được đặt cái mẫu này, mà rất là nhiều chị. Cái mẫu này nó đẹp vô cùng luôn. Đệm giày nâng đẩy nhá. Đây em lên các chị luôn cái mã này. Xinh lắm. Đệm giày
Con này như là V1 thì phải. V1 nó chỉ có mấy bộ size 34 và mấy bộ size 36 thôi các chị nha. Số lượng nó không có nhiều, vậy nên là bác nào mà thích thì chốt ngay tức khắc đi. Siêu xinh luôn. Đây, không chốt nhanh là hối hận nha các chị nha. Trời ơi, đẹp lồng lộn các chị ơi. Đây, các bác nắm hoa em nhìn cái form áo đi. Xinh lắm luôn, ngực bé mặc lên cực kỳ đẹp. Đó, em nói chung là cái bộ màu xanh này em còn duy nhất có hai bộ màu xanh size 34 thôi. Không có nhiều đâu. Comment hỏi em thì có mẫu nào giống C3 không em? Em lên cái bộ loang đấy chị. Em vừa lên bộ loang là giống của C3, có cả kèm quần kèm áo này, 290.000 đấy chị này. Chị nào vừa hỏi đó. Comment nghe hỏi em nhìn là V1 và để lại số điện thoại giúp em. Đấy là em chỉ cái này là bị khách hoàn về các chị ạ. Nhưng mà form nó gọi là yên tâm đi, hàng rất là nét nha. Em có màu hồng và có màu trắng và có màu xanh, có 3 màu 34 và 36, nó chỉ có vài bộ thôi. Đâu đó tổng nó chỉ có 6 7 bộ thôi các chị ạ. 290k cho một bộ ngực nhỏ mặc lên cực kỳ xinh. Comment hỏi em hiện nó sẽ là mã V1 và để lại số điện thoại cho em, 290.000. Mã là V1 các bác nhá. V1 cho em, màu trắng, màu hồng và màu xanh, chỉ có 6 7 bộ thôi, không có nhiều. Mã là V1 và để lại số điện thoại. Em vẫn thấy comment của các bác nhảy, yên tâm ạ. Rồi, V1 và để lại số điện thoại cho em, quần béo à, lên quần béo hả? Cái quần béo hả? V1 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Có 3 màu 34 và 36, cái màu xanh nữa chỉ còn mỗi 34 thôi. Con này ngực nhỏ mặc lên cực kỳ xinh nhá, ngực nhỏ mặc đẹp đấy các chị. Con này là đệm dày 3 phân, ngực nhỏ mặc lên rất là xinh luôn. Mã là mã cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì nhỉ? V1 và để lại số điện thoại cho em. Ok, Hiền qua mã nha các chị yêu nha. Chị nào hỏi áo xô đúng không ạ? Áo xô để mặc với mùa hè dành cho ngực bé không có gọng. Em có mã này. Ôi dồi ôi, bình thường đang like gọi là sao ta? Mấy nghìn người xem đúng không? Rồi sau một tháng không live stream mà còn có trăm mấy người xem thế này, chết dở thôi, mất hết tương tác rồi. Giờ làm nào bây giờ? Đệm con V1 là đệm của nó là đệm dày 3 phân đấy chị yêu nhá, ngực bé mặc lên rất là đẹp đấy ạ. Rồi. Đây. Bây giờ làm nào? Giờ mà không cần hơn nghìn người xem, bây giờ còn có trăm người xem, chết dở rồi. Facebook mất hết tương tác rồi. Bây giờ làm nào kéo lại bây giờ? Nuôi mãi lên được mấy trăm, mấy gọi là bình thường hôm nào kém cũng phải 600-700 người xem, không phải nghìn người xem. Thế mà bây giờ còn có trăm người xem một Facebook làm nào rồi? Thế này thì chết đói rồi. Chết đói rồi các chị ạ. Tiếp theo này, comment hãy nhìn là C12 và để lại số điện thoại giúp em. Mã này là C12 nha các chị yêu nha. Đây là một em áo chất liệu là su non, đệm dày con này là 4 phân, không gọng, không đường may, mặc cực kỳ nâng đẩy luôn. Con này mặc lên nó rất là mát, nó phù hợp với cái thời tiết mùa hè này này, xinh ơi là xinh luôn á. Comment của em thì là C12 và lại số điện thoại cho em. Con này mà mặc mà không mát, không nâng đẩy thì không có con nào mát, không có con nào nâng đẩy bằng con này. Mùa hè dành cho các chị ngực bé là con này là chân nã luôn các chị. Ok chưa ạ? Con này comment hãy em nhìn là C12 và để lại số điện thoại cho em nhìn nhá. Hiện tại đó, các cái màu khác thì em còn đủ màu, đủ size. Nhưng mà riêng cái màu kem em chỉ có mỗi size 34 thôi. Nên là bác nào chốt thì mình chốt sang những cái màu khác. Cái màu hồng được bán rất là chạy, màu hồng này. Mọi người chốt màu hồng rất là nhiều nhá. Em có màu xanh là 1 này, màu đen là 2 này, màu hồng là 3 này, màu ghi là 4 này và màu kem sáng là 5. Áo này chỉ đang sale còn 139k một áo. Em ơi, cái giá gọi là rẻ ơi là rẻ luôn. Comment hãy em nhìn là C12 và để lại số điện thoại cho em. Này, màu đen là 1 nhá, màu hồng là 2, màu ghi, màu kem và màu xanh. Cái áo này này, nó là dành cho những chị nào ngực bé. Các chị muốn mặc áo dài, mặc áo sơ mi, mặc áo phông, mặc với thời tiết mùa hè, con áo đây là chân ná luôn. Mặc lên nó rất là mát và nâng đẩy, nó không bị lộ viền, không bị khó chịu một tí xíu nào cả. Mà quan trọng là mặc nó giặt kiểu như là các chị giặt máy giặt cho em thì thoải mái, không bị hỏng form luôn ạ. C12 và để lại số điện thoại cho em thì là 139k một áo thôi. Áo này nó rẻ, vô cùng rẻ luôn. Không chốt con này thì tiếc lắm nha. Để em cắm cái sạc kìa. C12 và để lại số điện thoại cho em thì là 139k thôi. Ai nhỉ? Bác nào vừa hỏi cái gì? Hiền lên cái gì nhỉ? Vừa hỏi Hiền lên cái gì? Cái màu kem này em chỉ có mỗi size 34 thôi các bác nhé. Cái màu kem có mỗi 34 thôi. Còn các cái màu khác thì đang còn đủ màu đủ size. C12 xong trước số bảo hết, hôm nay nó mới về thêm hàng bác ơi. Có nghĩa là cái màu kem còn mỗi size 34 thôi. Các bác thông cảm với em là đợt này em nhìn bị hết hàng rất là nhiều. Có những cái mẫu mà trên like, có những cái mẫu mà trên live Hiền cũng nói là đủ màu đủ size, nhưng thực ra trong kho nó hết hàng. Em Hiền chưa có kiểm soát được, tại vì lần này em Hiền cũng không về kho, chán có hàng hóa không có, nó không về kho.
Rồi ok, màu tiếp theo nhá. C12 và để lại số này, các chị muốn lên quần lót tiếp đúng không ạ? Đây. Em có cái mã quần lót này rất là đẹp. Quần lót này cực kỳ xinh. Quần lót này xinh lắm. Em cho các chị xem con quần này. Đây ạ, con quần này đáng lẽ ra là bán 45.000 một quần. Nhưng mà thôi, hôm nay gọi là nó số lượng nó không có nhiều lắm. Số lượng nó không có nhiều lắm nên là em thì sẽ để giá tốt cho các chị. Đây các chị ơi, bây giờ làm nào rồi nhỉ? Đấy, xinh ơi là xinh. Đây các chị ơi, dưới 60 cân mặc vừa cho em cái con quần này. Để em xem nó là mã bao nhiêu nào. Q75 và để lại số điện thoại giúp em. Đây các chị ơi, Q75 và để lại số điện thoại cho em. Con quần gen này ngắm hộ em nhìn con quần này đi. Q75 và để lại số điện thoại giúp em. 45.000 một quần, em sẽ tính các bác là 175.000 cho 5 quần. Tính ra nó chỉ rơi vào có 35.000 một cái thôi. Em có đúng 100 quần thôi. Em có đúng 100 quần thôi các bác ơi. Comment hỏi em hiền là nâng đẩy và nửa quả để em một tí xíu nhá. Comment hỏi em hiền là Q75 và để lại số điện thoại cho em. Con quần này nó rất là đẹp. Đây này, nó kiểu nó sẻ sẻ như này các chị này. Đó, nó khoét khoét chỗ này này. Đẹp vô cùng luôn. Q75 và để lại số điện thoại. Số lượng nó rất là ít và toàn màu đẹp. Con này không có màu xấu. Không có một màu nào gọi là màu xấu cả. Các bác ngắm hộ em nhìn cái màu nhá. Q75 và để lại số điện thoại. 175.000 cho 5 quần. 45.000 em tính các bác có bao nhiêu. Gen nó rất là mềm, lớp lót quần nè. Lớp lót quần là lớp lót cốt tông. Yên tâm đi, quần lót em chọn lựa rất là kỹ. Quần lót khe em nhìn có để em một tí xíu nhá. Q75 và để lại số điện thoại cho em. 175.000 5 quần, số lượng cực kỳ ít. Có 100 quần thì chốt được cho đúng 20 chị đúng không các bác? Chốt được đúng 20 người là hết hàng à? Số lượng cực kỳ ít. Q75 và để lại số điện thoại cho em. Quần lọt khe hả? Quần lọt khe em còn lọt khe này, em còn loại này. Comment hãy em nhìn là Q56 và để lại số điện thoại cho em. Lọt khe đá rất là đẹp này. Q75 của em nhìn là dưới 60 cân các chị mặc vừa nhá cả nhà nhá. Dưới 60 cân các bác mặc vừa cho em. Đây các bác ngắm hoa em nhìn cái form quần này. Quần này là quần lọt khe. Xinh nhỉ? Xinh nhỉ? Xinh ơi là xinh. Rất là sexy. Quần đá nha các chị nha. Comment hãy em nhìn là Q56. Cũng 175.000 năm quần. Em còn ít lắm, không có còn nhiều đâu. Quần này còn số lượng nó rất ít này. Comment hãy em nhìn quần 65 cân. Em nhìn có một cái mã quần gen 65 cân rất là đẹp. Để em xíu ạ. Q56 và để lại số điện thoại cho em. Quần này cũng là quần lọt khe các bác nhá. Đó, lọt khe đấy ạ. Rồi. Quần nào mà 65 cân à? Em mới về con quần gen này cực phẩm luôn các chị ơi. Cực phẩm luôn đã, em xem nào. Đây. Quần gen rất là đẹp nha, dành cho ai có cân nặng 50 cân cho đến 70 cân là mặc vừa không, tầm 65 66 cân thôi. 65 66 cân thôi, cặp cao. Gen rất là mềm và cực kỳ đẹp, không hiểu sao lên like á. Cái màu nó hơi đậm nhưng mà ngoài cái quần này nó rất là xinh. 50 cân cho đến 65 cân là mặc vừa quần này. Rất là xinh luôn các chị ơi. Đẹp lắm. Quần cặp cao nhá. Comment của em hiền nó sẽ là mã Q79 150.000 cho 3 quần. Tính ra nó rơi vào 50.000 một cái. Mặt sau của nó là cốt tông này. Thân trước của nó là gen này. Cặp cao dưới 65 cân 66 cân các chị mặc thoải mái cho em con quần này. Mã của nó là Q79 và để lại số điện thoại cho em. 150.000 năm quần. Số lượng nó có đâu đó được có tầm 6 hay là 7 set gì đó thôi. Số lượng nó rất là ít nhá. Đây em nhìn có những cái màu này, toàn màu đẹp, không có một màu nào là màu chết cả, không có màu nào gọi là màu xấu cả. Đây nó chỉ có đúng 4 màu này các bác ơi. Chỉ có đúng 4 màu thôi. Mã của nó là Q79. Và để lại số điện thoại cho em. 150.000 cho 3 quần, 50 cân cho đến 66 67 cân mặc thoải mái. Gen nó rất là mềm luôn. Quần này gen mềm lắm, họa tiết khá là hay đúng không cả nhà? Đó. Có về quần lót áo lót mới à? Hôm nay về được đúng một mã thôi. Đợt này là đóng biên làm gì có hàng mới đâu các chị ơi. Đợt này không có hàng mới. Có đúng được có một vài mã hàng. Có một vài mã hàng là do em hiện đặt hàng từ rất là lâu, từ 3 tháng rồi. Có nghĩa là nó bị đọng, nó đọng ở ngay cái chỗ mà nó bị đọng thì nó về được một tí xíu thôi. Còn những cái hàng mới mà đặt hàng mới về thì không hề có hàng thì bóc nha. Hoặc là em nhìn có mã quần này siêu phẩm, cực phẩm, hàng đẹp. Hàng cốt tông 100% rất là xịn, cực kỳ mềm và cực kỳ mát luôn. Em có cái loại này. Các bác nên chốt con quần này. Mọi người nghe em nên chốt con quần này. Đẹp lắm, rất mát. Em thì em rất là tôn thờ, gọi là em gọi là một cái đứa gọi là mê gen đấy. Gọi là dân chơi hệ mê gen, cực kỳ mê gen, đam mê gen, cuồng một cách kinh khủng luôn. Bao nhiêu năm nay em bán quần áo hay bán cái gì cứ gen là em mê. Nhưng mà riêng về quần lót thì em lại gọi là em khuyên các bác nên mua quần cốt tông các chị.
Quần cotton tông rất là đẹp và bây giờ nó là mùa hè rồi. Quần này xịn lắm, quần này em chưa được bán lần nào. Em có một ít quần thôi. Cái này comment của em nhìn nó là mã này là mã mới của năm nay đấy ạ. Quần này đẹp quá chị ơi. Comment của em nhìn là Q50 và để lại số điện thoại cho em. Quần cotton tông nha, cặp cao nha. Từ 45 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa cho em. Các chị nhìn nó em nhìn này, viền quần của nó là viền đúc hàng rất là xịn luôn á. Quần này sẽ có giá là em xem nào. Xem nào. 45.000 một quần à. Tính các chị 40.000 một quần. Đúng không ta? Rồi ok, tính các chị 40.000 một quần nhá. 45.000 em tính các bác là 40.000 một quần. Comment thì em hiền nó sẽ là mã Q50 và để lại số điện thoại cho em hiền. Q50 và để lại số điện thoại nhá. 200.000 cho 5 quần. Có nghĩa là nó chỉ có 40.000 một quần thôi. Comment mà không lấy sốt trả lời. Chị Nhân Nguyên ơi, em bảo này. Em thề với chị luôn á là cái sao ta? Livestream nó bị ẩn comment, em không có đọc được comment bất kỳ một cái comment nào cả. Nó không có hiện comment. Đây em cho các chị xem. Cái livestream nó không có bây giờ làm nào bây giờ? Muốn quay cam cho mọi người xem cái cam mình làm nào rồi. Như thế này à? Như này. Đây các bác ơi, nó không có comment, nó không có hiện lên comment các chị ạ. Nghĩa là lâu lâu nó hiện lên cái thông báo, lâu lâu nó lướt qua một vài comment thôi. Nên là mong mọi người thông cảm giúp em nhá. Nên là các bác ơi, mọi người comment mã đơn hàng để lại số điện thoại em nhìn lên đơn. Vì là không hiểu sao cả tháng nay rồi Facebook nó không hiện comment, nó bị ẩn đi. Cái này comment thì em nhìn là Q50 nhá. Q50 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ. V1 ngực to mặc được không? Con đấy ngực to mặc cũng được nha em. Còn mỗi 34 và 36 thôi. Ngực vừa vừa là xinh, mặc vừa vừa xinh. Ngực số đo bằng 1 của bác là bao nhiêu ạ? Comment hãy em hiền là mã Q50 và để lại số hoặc cho em hiền 200.000 cho 5 quần. Hàng cốt tông rất là mềm, quần này đẹp các chị ơi. Mà có lộ viền không ạ? Mặc không lộ viền đâu, tại vì viền quần nó là viền đúc mà. Cái viền này nó rất là mỏng, nó mát lắm, nó rất là ôm nên mình mặc không sợ bị lộ, không sợ giống như kiểu bị ren, không phải là quần ren đâu mà sợ bị lộ nhóp nhá. Còn thoải mái ạ. Q50 và để lại số điện thoại cho em hiền 200.000 cho 5 quần. 200.000 cho 5 quần nhá. Quần nịt bụng à? Quần nịt bụng em hiện đang có con quần gen này, các bác đã chốt chưa? Em còn một ít con quần gen này thôi này. À đây em có con đợi xíu, em có con quần gen này rất là xinh. Quần gen này rất là đẹp luôn. Các chị có thể tham khảo sang cái loại gen này. Gen thì em hay chọn những gen gọi là gen lưới lưới mỏng mỏng thôi chứ không chọn gen dày các chị. Đây này. Đây này, chọn các bác những cái gen mỏng mỏng mềm mềm mát mát này này. Mà cái loại này thì đừng ai bảo nóng nhá. Cái loại này mà nóng cái gì? Mềm lắm luôn đấy cả nhà. Comment thì em thì là Q19 và để lại số điện thoại cho em nhìn ạ. Em bán bao nhiêu ta? Em bán quần này bao nhiêu? 175.000 năm quần. 175.000 năm quần. Giá gọi là quá là rẻ luôn. Q19 và để lại số hạ cho em 175.000 năm quần. Thề các chị luôn là giá rẻ vô cùng luôn. Đây ạ, dưới 65 cân các chị mặc thoải mái cho em. Con quần này bao mềm bao đẹp luôn. Q19 và để lại số điện thoại cho em. Ngực chị to và chị sẽ quần áo này mặc đẹp không em? Có rất là nhiều áo xinh người đẹp để em một tí xíu nhá. Mã là Q19 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ. Mã chị đang mặc ngực lép mặc ok không? Quá là ok các chị. Con này ngực lép mặc cực kỳ đẹp. Mã này là C12. C12 và để lại số điện thoại. Q19 mặc thích lắm. Cảm ơn chị rất là nhiều. Con vừa rồi là Q50 không phải là V50 nhá. Comment lại mã cho em hiền. Cái này comment thì em hiền là Q19 và để lại số điện thoại V. Đây rất là nhiều chị đang khen là con Q19 em mặc xinh lắm. Có 175.000 năm quần thôi. Em còn số lượng rất là ít nha các bác nha. Q19 và để lại số điện thoại. Gen nó vừa thoáng, vừa mềm và vừa mát. Cái gen này cực kỳ thoáng luôn. Chả có cái gen nào thoáng hơn cái gen này cả đâu. Mã này là Q19 và để lại số điện thoại 175.000 cho 5 quần. Trời ơi, quá là rẻ luôn chứ gì nữa. Rồi, mẫu tiếp theo này, quần beo đây. Các chị hỏi quần beo nên lên nốt con quần này rồi em hiền qua quần khác nhá. Con quần này comment thì em hiền nó sẽ là quần beo và để lại số điện thoại cũng 175.000 5 quần. Dưới 65 cân là các chị mặc vừa cho em hiền. Đây ạ, dưới 65 cân là các bác mặc vừa cho em con quần này. Ok chưa? 85 mà ngực 85 số đo bằng 185 mà mặc size 34 cũng được nhá. Cái này comment thì em thì là quần beo 175.000 năm quần 50 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa quần này. Mong mọi người thông cảm là có cái comment thì nó hiện lên, có cái thì nó không hiện lên á. Nên là em cũng không có đọc được hết comment của các chị nên các chị cứ comment là mã đơn hàng để lại số hoặc là em hiện lên đơn các bác nhá. Ok chưa? Comment thì em hiện nó sẽ là mã quần beo và để lại số điện thoại cho em 175.000 năm quần. Quần này là form to, ôm bụng ôm mông nữa cả nhà. Rồi tiếp theo em nhìn lên mã khác này, lên áo nhá. Bây giờ lên quần nhiều quá rồi, bây giờ lên áo lót nhá. Áo lót dành cho các chị ngực to, em có mã này cũng rất là đẹp này. Em có mẫu này xinh này các chị này. Con V19 này. Em thấy mọi người hỏi cái mã này quá trời hỏi. Đúng là cái mã này nó cũng là
Dạ, quần lót thì em sẽ bán là một set sẽ là 5 quần và sẽ là 5 màu khác nhau, không chọn màu nhé cả nhà nhé, thông cảm giúp em. Đây ạ, mấy hôm vừa rồi là em nghỉ live không có like nhưng mọi người hỏi cái mẫu này quá trời hỏi luôn này. Con V19 là được cái mẫu mà mọi người săn lùng nhiều nhất và chốt đơn nhiều nhất của nhà em luôn đó cả nhà. Con này hiện tại đang là top 1 sản phẩm bán chạy nhất của shop em nha. Đây cho các bác xem này. Con này là siêu phẩm này. Cái áo em vừa mới cởi ra ấy cả nhà, cái áo này là C12 nhé cả nhà nhá. Áo này là C12 và để lại số điện thoại cho em hiện nhá. Áo này này, áo su non này, chất liệu nó rất là mềm và mát này, 139k một áo thôi. Rồi ok, mẫu tiếp theo đây em hiện lên các chị cái mã này. Mẫu này comment và em hiện nó sẽ là mã V19. V19 và để lại số điện thoại cho em. Em áo này, đệm giày 2,5 phân, dòng quả ngang đệm giày nhưng mà đối cái đệm này nó cực kỳ nâng ngực luôn. Áo này các chị có thể mặc quay mặc 2 giây rất là tuyệt vời. Con này mặc quay ấy, rất nhiều chị là bây giờ đang là cái mùa mà các chị đi biển đi du lịch rất là nhiều và các chị mặc áo hở vai và 2 giây rất là nhiều thì đây là cái áo mà siêu phẩm luôn. Em đảm bảo các chị là các chị mặc áo này mặc áo quay cho em thì sẽ không bao giờ tụt nhá. Cái bản áo của nó là khá to để nó gây được hết cái phần mỡ lưng, gây được hết cái phần gọi là phần lưng phần nách của mình luôn đó cả nhà. Và áo này em đảm bảo luôn là mặc quay rất là đẹp. Comment và em thì nó sẽ là mã V19 và để lại số điện thoại cho em. Cái dòng này thì ngực to ngực bé các chị hoàn toàn mặc cực kỳ đẹp. 260k cho một set 34 36, và bây giờ 38 thì em chỉ còn mỗi 38 em chỉ còn có mấy cái màu trắng thôi là hết hàng. Em rơi bảng màu các chị xem này, em có màu đỏ là 1 nhá, màu hồng là 2 và màu đen là 3, mã là V19 và để lại số điện thoại cho em. V19 và để lại số điện thoại 260k cho một set 34 36. 38 thì chỉ còn có 2-3 bộ màu trắng thôi, hiện tại đang bị hết hàng nhá. Con này các chị ạ, mặc quay cho em thì rất là tuyệt vời luôn. Ngực bé ngực to các chị hoàn toàn mặc được. Con này ngực to trẻ sẽ mặc được, tại vì cái dòng này nó là dòng nửa quả ấy cả nhà, nó và nó là dáng quả ngang ấy, nên là hoàn toàn mặc cực kỳ xinh, dễ mặc vô cùng luôn cả nhà. Mã của nó là V19 và để lại số điện thoại nhé. Đây này, mặc quay mặc 2 giây cho em này, siêu phẩm nhỉ. Xinh ơi là xinh luôn. Cái bản áo khá là to này, bác nào muốn ghen lưng ghen bơ nách thì hoàn toàn mặc cực kỳ đẹp luôn á. Em rơi bảng màu một lần nữa này, màu đỏ là 1 nhá, màu hồng là 2, màu đen là 3 và màu trắng là 4 ạ. V19 và để lại số điện thoại cho em hiện. 260k bao gồm là một quần và một áo giúp em, một quần và một áo cho em. Mã là V19 và để lại số điện thoại. V19 và để lại số điện thoại. Rồi ok, nhìn qua mã nha các chị yêu nhá. Ôi cái áo này em còn có vài con, các bác nào chốt nốt không? Con áo này em đang bán là 229k này. Đệm giày 3 phân nâng đẩy là dành cho các chị ngực bé đây này. Còn có vài set thôi, còn vài áo thôi. Xả nốt cho các chị với giá rẻ luôn này. Đang bán là 229k đúng không? Con này là C7 các bạn nhỉ. 229k một áo, giảm luôn còn 139k. Còn có vài áo thôi là hết sạch hàng luôn á. Đây em xem này. Xem còn không biết là còn màu gì, như là còn 34 và 36 hay là còn 34 thì như nào em không nhớ nữa. Nhưng mà nó chỉ còn vài áo thôi. Ngực bé mặc lên rất là đẹp luôn á. Mã này là hết hàng. Comment của em thì nó sẽ là mã, comment của em thì nó là mã C7 và để lại số điện thoại cho em. Đây các chị ơi, C7 và để lại số điện thoại cho em. Em còn có vài áo thôi là hết hàng các bác nhá. Áo quả ngang dày hay mỏng con vừa rồi là mã V19. Kết quả nó rất là xinh. Cái này không quá dày cũng không quá mỏng, với đây em bảo rồi. Cái đối với kết quả áo này thì các chị ngực bé ngực to hoàn toàn mặc cực kỳ đẹp luôn. V19 và để lại số điện thoại đây. Cái quả này dáng nửa quả mặc lên ôm lắm, mà mặc quay mặc 2 giây cho em. Các chị cần bỏ dây áo ra để mặc quay được cho em, không hề tụt, bởi vì nó có một cái đường keo này. Các nhìn cái áo này, ở chỗ này nó có đường keo này. Áo bra mà hở lưng, áo bra hở lưng hình như hết hàng rồi người đẹp ơi. Bra hở lưng hết hàng rồi. Rồi tiếp theo, bra mà hở lưng ấy hả, biết là ngày mai có về được cái nào không. Comment tiếp theo comment của em thì nó sẽ là mã C7. C7 và để lại số điện thoại cho em. Áo này là đệm giày 3 phân nâng đẩy rất là đẹp, 229k một áo, em giảm nó còn 139k. Em còn có vài áo thôi. Mã này của nó là C7 nhé cả nhà nhé. Con này là C7 đúng không ta? C7 và để lại số điện thoại cho em. C7 ạ, màu đen là 1 này, màu nâu là 2 và màu hồng là 3. Nói chung là còn có vài áo thôi, 34 và 36. Em đoán là chỉ còn có 56 chiếc gì đó thôi. Xả lỗi các chị là 139k, rất là đẹp nhá. Mã là C7 và để lại số điện thoại cho em. Nâng đẩy, bản áo đằng sau là bản áo đúc như này này. Mặc những cái bản này nó cực kỳ mát luôn, nó rất là mềm và siêu mát nhá. C7 và để lại số điện thoại 139k. 229 và
giảm còn 139k là các bác biết như nào rồi đấy, hàng nó rất là rẻ luôn. Rồi tiếp theo đây một em áo, một em áo là dành cho các chị ngực bé, ngực to đúng không ạ? Gen gen ngực to nhá, sexy nha các bác nhá. Không biết là các chị muốn lên cái gì đấy, em bây giờ kiểu không đọc được comment đấy. Các bác có thể comment nhiều nhiều để em còn nó sẽ hiện lên. V19 ạ. Chân váy của em không bán này các bác nha. Chân váy là em toàn đặt may, tự đặt may đó các chị ạ. Em đi mua vải xong rồi đặt may đó. Chứ người em nó bé lắm, mặc nó không có, gọi sao ta, gọi là không mặc được đồ đi mua. Mà có đi mua, C7 của em thì là đệm dày nhá, ngực bé mà lên rất là xinh. Có đi mua thì không mặc vừa, phải đi sửa che chết nên là thôi, lần này em toàn đi may thôi các chị ạ. Rồi còn mẫu nào sexy có đệm dành cho ngực to không chị? Có một chút đệm đúng không ạ? Nhiều lắm chị ơi. Comment với em hiện là S2 và để lại số điện thoại cho em. Em còn màu đỏ và màu xanh 34, 36 và 38, 270k cho một set. Nó sẽ là bao gồm một quần một áo á. Đây ạ, có thể ngắm cho em hiện nhá, rất là xinh. Cái này thì nó sẽ là có gọng và không có mút. Vậy nên là nếu như mà chị nào mà mình làm ngực, mình có ngực là các chị sẽ mặc cái mẫu này rất là đẹp. Comment này em hiện là S2 và để lại số điện thoại cho em. Xinh nhỉ? Ôi đẹp quá trời luôn. S2 nhé cả nhà nhá. 270k. Rồi chị nào vừa hỏi là ngực to trẻ sẽ thì mặc cái gì? Chỗ ngực to trẻ sẽ em có rất là nhiều mẫu đẹp. Ví dụ như con này. Ngực to đúng không ạ? Có một chút mút này. Các bác tham khảo sang cái mẫu này xinh này các chị yêu này. Con này, con S25 này này. Có một chút mút và có gọng nhá. Đối với bác nào mà mình kiểu như là ngực bị to, bị trẻ sẽ thì mặc nên còn là mặc cái mẫu nào mà nó có gọng, một dép inbox chậm, ship hàng cũng chậm. Chị Vi Lan ơi, em mong bác thông cảm nhé. Đợt này là do cỏ sa ta nhỉ? Không biết là giải thích thế nào để cho các chị dễ hiểu nhỉ? Có cái đợt vừa rồi, cái tháng trước ấy, thì nếu như mà nó là nhà em trả lời tin nhắn chậm quá thì cũng bởi vì là cũng bởi vì là đơn hàng nó hơi nhiều nên là trả lời nó bị chậm, thì mong bác thông cảm giúp em. Đó. Thông cảm với em Hiền nhá. Do là nhân viên thì bị thiếu với cả nhà, thế nên là trả lời tin nhắn nó hơi bị chậm xíu. Rồi, tiếp theo này. Đây, con này. Đây ạ. Còn cái khoảng thời gian mà khoảng tầm 20 ngày trở lại đây ý, thì do đợt này là em Hiền cũng bị hết hàng. Như các bác biết là đợt này Trung Quốc nó đóng biên đấy cả nhà. Thế nên là em Hiền cũng không có hàng để bán. Không phải riêng mình em mà tất cả các shop khác cả nhà cũng không có hàng để bán. Thế nên là cái tình trạng mà, nên là em cũng cho các bạn nhân viên nghỉ. Nghỉ gọi là mất gần 20 ngày nữa cả nhà. Thế nên là đợt này là trả lời tin nhắn cũng là cũng có một bạn check inbox thôi, không có nhiều người check nên là cũng sẽ trả lời hơi chậm một xíu. Mọi người thông cảm với em Hiền nhá. Rồi em có màu đen con S2 vừa rồi, em có màu đen đấy, không biết là còn size gì không. Con này nếu mà chị nào ngực to, ngực trẻ sẽ mặc cái loại này sẽ rất là xinh này các bác này. Nói chung là con này thì nó có mút nhưng mà nó thuộc dòng là có ngực, ngực to thì mặc đẹp, ngực bé quá thì mặc không xinh nhá các bác nhá. Cái mã này comment thì em Hiền là S25 và để lại số điện thoại đen. Cái dáng này lên rất là đẹp luôn, cực kỳ tôn da nhá. Em Hiền có màu đen là 1 này, màu trắng là 2 và màu đỏ là 3. 290k là bao gồm là một quần một áo, mã của nó là S25 và để lại số điện thoại cho em. Thì ngày mai là bắt đầu nhân viên nhà em, các bạn sẽ đi làm đầy đủ rồi nên là đơn các bạn sẽ giải quyết rất là nhanh và tin nhắn sẽ trả lời rất là nhanh và đơn hàng đi sẽ rất là nhanh thôi, để em hy vọng là mọi người thông cảm với em Hiền nhá. Comment thì em Hiền là S25 và để lại số điện thoại cho em. Chứ bản thân em là rất mong muốn là bán được hàng và rất là mong muốn là khách nhận được hàng sớm. Bởi vì bản thân khách được nhận được hàng sớm thì em mới có lúc đấy để tiền nó mới về túi em các chị. Giờ em lên một cái con hàng mỏng mỏng sexy đấy nha các bác nha. S25 và để lại số điện thoại cho em Hiền là 290.000. Rồi ok, để em xíu này. Tiếp theo em có cái con V6 đẹp quá mà bây giờ nó hết mất size 36 rồi, làm thế nào rồi. Tiếp theo đây một cái mẫu dành cho các bác ngực to nhé cả nhà nhá. Ngực to này, bác nào mà mình làm ngực, mình có ngực mặc cái loại này sẽ rất là xinh này. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã S6 và để lại số điện thoại cho em. Con này là S6 nha các chị ơi nhá. S6 và để lại số điện thoại cho em Hiền mã này. Mẫu màu trắng, mẫu màu trắng sa
size 38 dành cho các bác gọi là màu trắng size 38 mà dành cho các chị ngực to ạ. Các chị ơi đợi em khoảng 2-3 hôm nữa thôi là em sẽ về một vài mẫu đệm giày rất là đẹp. Người ta hẹn là tầm 2-3 hôm nữa là sẽ về hàng, nhưng không biết là có đúng hay không. Chân váy em nhìn không bán nhé. Thật ra cái chân váy này bác nào gọi là ngày xưa mà mua hàng thiết kế như em thì biết, chân váy này là em mặc 3 năm trời rồi các chị. Hơn 3 năm trời rồi. Con này comment thấy em hiền là S6 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ. Con này sẽ dành cho những chị nào mà mình làm ngực độ loa to, mình mặc cái này sẽ rất là xinh này. Em có màu đen là 1 nhá, màu ghi là 2 này, màu đỏ là 3, màu trắng là 4 và màu xanh cổ Việt là 5. Cái này là có gọng và không có mút, có không gọng mà đệm giày, không gọng mà đệm giày em nhìn có nhá. 280k trong một set sẽ bao gồm là một quần và một áo cho em. Mã của nó là S6 và để lại số điện thoại S6 các chị ơi. 280.000 nhá cả nhà nhá. Đây thì lên đệm giày mà không gọng nhá. Đệm giày mà không gọng đúng không ạ? Đệm giày mà không có gọng à. Đây, em có con này. Đệm giày mà không gọng này. Con V8 này. Xinh hết nấc luôn. Siêu phẩm nha. Cái áo này em bán cả năm nay rồi. Đầu like, hôm nay đầu like là đã có khách hỏi rồi. Em định là em đã không lên cái con áo này rồi các chị. Định là không lên rồi đấy. Dạ vâng, comment các chị comment đúng mã đơn hàng để lại số điện thoại cho em thì em mình lên đơn nhá. Cái này comment hãy em nhìn là V8 đây. Các bác có thể nhìn thấy không? Một cái con mà không có tí mút nào cả. Mà một cái con mà có mút nó đệm giày 5 phân lên cái dáng ngực nó khác hoàn toàn đúng không ạ nhỉ? Trời ơi, em áo này sinh ra là dành cho các chị ngực bé nha. Comment hãy em nhìn là V8 và để lại số điện thoại giúp em. Mã là V8 ạ, V8 và để lại số điện thoại giúp em. Đây các chị ơi, nói chung là mẫu này đang bị lẻ màu lẻ size. Comment hãy em nhìn là V8 và để lại số điện thoại. Đây các bác ơi, mà em nhìn cái form này xinh xuất sắc luôn. Em có màu tím là 1 này, màu cam là 2 này, màu kem là 3 này, màu nâu là 4 này, màu đen là 5 này, và màu xanh là 6 này. Con này chỉ dành cho những chị ngực bé thôi. Ngực to thì em Huyền em gọi là em khuyên là không nên lấy nhá các bác nhá. Comment hãy em nhìn là V8 và để lại số điện thoại cho em. 175.000 trong một set là bao gồm một quần một áo cho em. Mã là V8. Đúng rồi, V8 mặc thích lắm, ai không có ngực thì mặc bao phê luôn. Chính xác bác ạ, con này xinh vô cùng đó. Các bác nhìn cái dáng ngực em thì là biết. Cái quả mút của nó nhá là mút đệm giày 5 phân và cái dòng này là dòng không có gọng. Đây là một em áo hàng không có gọng nha các bác nha. Đó, đệm nó rất là dày và dáng mút của nó là dáng mút quả xoài nên nó rất là nâng ngực luôn. Mã của nó là V8 và để lại số điện thoại này. Em nhìn dơ bảng màu này. Màu tím là 1 này, màu cam là 2 này, màu kem là 3 này, màu nâu là 4, màu đen là 5 và màu xanh là 6 ạ. 175.000 là bao gồm là một quần và một áo nha các bác nhá. Nó cực kỳ nâng đẩy luôn. Ngực bé mặc được chứ ngực to thì em nhìn khuyên là không nên lấy. Ok chị ạ, mã là V8 và để lại số điện thoại cho em xem. Em xem mọi người comment như thế nào. ghét ghê luôn á. Không biết là các shop khác người ta có bị cái tình trạng giống như em là kiểu như là mọi người comment mà shop không có đọc được comment đâu ta. Có bị không nhỉ? Chứ ngứa mắt quá em nhỉ, ngứa mắt quá rồi làm nào. V8 và để lại số điện thoại cho em nhìn nhá. 175k bao gồm một quần và một áo cho em. Các chị bác comment đúng mã. Đúng mã cho em nhìn nhá. Nhớ em nhìn này. Cái con này là nó có gọng và nó không có gọng. V8 ạ. Nó không có gọng và nó có mút đệm dày. Dáng mút là dáng mút quả xoài cho em nhìn ạ. Ôi, chán nhở. Nó bị ẩn comment ấy. Lên áo cho người ngực to mà bản dây áo to. Ngực to bản dây áo to. Để em nghĩ xem có con nào đẹp nhất. Tại vì bây giờ em bị hết hàng nhiều quá rồi các chị. Rồi. Tiếp theo. Xem nào. Để ngắm xem nào. Áo nào mà dành cho ngực to mà bản áo to. Ngực to mà bản áo to đúng không chị? Em có em này. Chị xem em này có xinh không? Em này có ok là không? Mút mỏng này. Dành
dành cho các chị ngực to này, bản áo to này. Ôi, lớp đây em áo này, em áo này khá là xinh. Comment hãy em hiện là V9 và để lại số điện thoại cho em. V9 và để lại số điện thoại cho em mã này. V9 nha các chị yêu nhá. V8 có màu gì à? V8 em nhìn có 6 màu ấy chị, nhiều màu lắm. Có 6 màu lận. Áo là dành cho ngực xa nhau à? Ngực xa nhau chị, ngực to, ngực bé à chị? Đây, V8 đây. Ngực xa nhau để em xíu nhá. Em có cái con áo đúc ấy. Đây con V8 này, dơ bằng màu lại V8 một lần nữa cho các chị xem này. 6 màu lận. Đây. Màu màu xanh là 1 này. Màu nâu là 2, màu đen là 3, màu tím là 4, màu cam là 5 và màu kem là 6. 175k bao gồm là một quần và một áo giúp em. Mã là V8 và để lại số lại. Rồi mẫu tiếp theo này. Em này của nó là V9 nha các chị yêu nhá. Em này là V9 nhá. Đây ạ. Em này thì sẽ dành cho những chị nào mà mình có ngực này hay là mình không thích đệm dày. Con này là đệm mỏng thôi. Và bàn của nó rất là to. Bàn nó là bàn áo đúc nhá. Nó rất là mềm và rất là mát. Em thì em rất là thích cái mã này, con này là gen hoa trà. Nên là bác nào ngực to này hay là mình ngực bé nhưng mình không thích đệm dày quá, mình chỉ cần một ôm mềm mát thoải mái là các chị có thể tham khảo sang cái loại này cho em. Mã này comment thì em thì là V9 và để lại số điện thoại cho em cũng 175.000 thôi. V9 và để lại số điện thoại này. Em có màu hồng là 1 nhá, màu vàng là 2 này, màu xanh là 3 này, màu đen là 4 này. Đây màu xanh đây. Và màu này là màu ghi là 5 này. Màu hồng đúng không? 5 màu thôi mà. Sao mình đếm thì 6 màu vậy? Màu hồng là 1 này, màu vàng là 2 này, màu đen là 3 này, màu xanh là 4 này và màu ghi là 5 này. Con này thì mút mỏng thôi. Đó, con này mút mỏng thôi ạ, con này khoảng tầm hơn 1 cm thôi. Mã của nó là V9 và để lại số điện thoại cho em 175k bao gồm là một quần và một áo cho em liền nhá. Mã là V9, bản áo nó là bản áo đúc. Rất là mát luôn ạ. Rồi tiếp theo. À, em có cái con này, bây giờ em chỉ còn mỗi màu trắng thôi. Cái này là của Kevin này, còn mỗi màu trắng thôi. Dáng thể thao nha các chị yêu nhé. Đây, em này. Con này là của Kevin. Dáng thể thao em còn mỗi màu trắng thôi. Hết tất cả các màu rồi. Comment thì em hiện là set Kevin và để lại số điện thoại cho em. Chất liệu cốt tông này. Con này không gọng này. Mút siêu siêu mỏng dành cho bác nào mà mình làm ngực, mình có ngực hay là mình chỉ cần thích gọi là mặc ở nhà mềm mềm mát mát ấy. Thì các bác comment thì em hiện là set Kevin và để lại số điện thoại cho em. 290 em sale còn 250.000. Sale còn 250.000, còn mỗi màu trắng thôi. 34, 36 và 38 nhé. Còn mỗi màu trắng rất là đẹp. Set Kevin và để lại số điện thoại đây. Em qua mã luôn, em lướt qua mã luôn. Lên cho các chị một con gọi là gen. Một con gọi là gen sexy nhá. Mà đệm dày sexy nhá. Đây là gen mà đệm dày mà sexy này. Đây. Con này, con S23. Đệm dày 3 phân. Nâng đẩy cực kỳ sexy luôn. Nâng ngực đẹp luôn đó. Đây. Con này không biết là có còn trắng không đây này. Con này gọi là vừa sexy lại vừa nâng đẩy nhiều. Không biết mọi người comment cái gì để mà lên theo ý của các chị luôn á. Em này comment thì em hiện nó sẽ là mã C, à đâu nhỉ, S23. Em có màu trắng, có màu trắng, có màu hồng và có màu đen. Con S5 và con S13 đi, S5 và S13 hả? S5, S13 để em xíu nhá. S13, ok để em xíu này. Cái này comment thì em hiện là comment thì em hiện nó sẽ là mã S23 và để lại số điện thoại cho em.
S2 có, nó cũng bị ẩn comment đó, nên là có cái đọc được, có cái thì không đọc được. S23 này, con này là đệm giày 3 phân này, nâng đẩy nhiều. Các chị ơi, mọi người thông cảm giúp em là Facebook của em nó đang bị ẩn comment. Có cái comment thì em đọc được, có cái comment thì em hiện không có đọc được. Vậy nên các chị cứ comment mã đơn hàng lại số điện thoại, hệ thống nó vẫn cứ nhảy đơn bình thường. Là nhiều lúc nên là em hiện mọi người để ý em có tư vấn á, là đệm giày đệm mỏng đó này, các chị có thể chốt theo mã nhé cả nhà nhá. S23 và để lại số điện thoại giúp em. Cái này của nó là đệm giày 3 phân nâng ngực dành cho những chị ngực bé. Đây, quần giống S23 thì không có, chỉ có quần đi theo set thôi. Em có màu hồng, màu trắng và màu đen. Đệm giày nâng đẩy nhá, ngực bé mặc lên rất là đẹp. 290k bao gồm là một quần và một áo. S23 và để lại số điện thoại lên. Ok like chưa? S23 nhá các chị ơi nhá. Rồi lên con S5 à. Lên con S5 cho chị ngắm đúng không? Này thì S5 nha. Đây S5 đây. S5 có màu xanh, màu hồng, màu trắng và màu đen. Nhưng mà ở trên này thì em còn mỗi màu trắng và màu hồng thôi, thì mình ngắm tạm những cái màu trên này còn sẵn ở trên này nhá. Còn màu gì thì ngắm tạm màu đó giúp em. Còn màu gì thì ngắm tạm với em thôi, tại vì nó đang bị hết màu. Đây. Đây. S5 đây người đẹp ơi. Em có màu xanh và màu đen nữa. Mình ngắm tạm em hiện hai màu này nhá. Comment hãy em hiện là S5 và để lại số điện thoại cho em. Cái dòng này là dòng có gọng và không có mút. Mình làm ngực hay là mình có ngực mặc cái loại này sẽ rất là xinh luôn á. Mã này là S5. Đây là S5 270.000. 270.000 là bao gồm một quần và một áo giúp em. Mọi người ngắm em hình cái form dáng nhá. S5 và để lại số điện thoại cho em. Đó. Rồi ok. S13 đây. Chắc là ngày mai phải gọi làm mang cái máy tính xuống đây để đọc comment của các bác. Cái tình hình như này là không có đọc được comment. Khách lại cứ bảo là bán hàng gì mà chảnh với bơ khách, không có biết gì hết. Khổ lắm. Rồi, tiếp theo. S13 đây. Đó, bác nào vừa hỏi đấy chốt ngay của em mình con S5 hay S13 đi. Con này thì đẹp rồi. Đó, em này comment em nhìn là S13 đây ạ. 280.000, con này cũng dành cho các bác nào mà mình làm ngực mình có ngực nhá. Con này là có gọng này, dáng nửa quả rất là sexy luôn, cánh tiên. Em còn 3 màu như này. Nó có cả màu xanh của vịt, nó rất là đẹp nhé. Màu này là màu tím này, màu trắng này và màu đen này. S13 và để lại số điện thoại cho em. 280.000 bao gồm là một quần một áo giúp em. S13 và để lại số điện thoại nhé. 280.000. Đó các bác chốt nốt lại em. Tình hình là chắc là em xin phép là em kết thúc live số. Thứ nhất là không có hàng để bán. Có thì nó bị lẻ sai, lẻ màu. Thứ hai nữa là không có đọc được comment. Vậy là không có biết là các bác comment cái gì. Rất là nhiều chị mới vào xem là trời ơi, cái shop này nó là cái bán hàng nó không thèm trả lời. Nên là ngày mai em sẽ chuẩn bị thêm một cái máy tính xuống đây để em đọc comment. Thế thì em lúc đầu tiên là em nghĩ là do là Facebook nó đang bị lỗi thì nó update mấy ngày rồi sẽ đọc được comment thôi. Nhưng mà cả tháng nay rồi, hầu như cả tháng nay mà livestream là không đọc được comment nữa rồi. Nên là các shop khác có bị giống mình không á. Thế tình hình là livestream này là tức muốn chết. Khách cái gì nhỉ? Lên một kiểu, khách hỏi một kiểu, xong rồi trả lời một kiểu, chẳng biết cái gì. Là chắc hôm nay là mình sẽ kết thúc live ở đây. Trưa mai nhá, trưa mai nếu mà em thì trưa ngày mai có thời gian thì em thì sẽ lên cho các chị thêm một ca nữa. Để ngày mai đọc vừa đọc được comment các chị thì lên theo yêu cầu các chị. Nhưng bây giờ là không biết là lên theo cái gì luôn á. Nên là bây giờ là mình sẽ kết thúc live sớm. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Và đợt này thì em hiện mà nhân viên đã bắt đầu đi làm lại, vậy nên là trả lời tin nhắn sẽ rất là nhanh thôi, không bị chậm trễ như 2-3 ngày hôm trước nữa. Nên là ngày mà các chị có thể inbox giúp em để em check size đang xem là cái mẫu nào nó còn hàng, mẫu nào hết hàng thì có nhá. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn các chị vào 12 giờ trưa ngày mai.